Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình livestream trên fanpage của Segway tầm nhìn thế kỷ 21. Đã không biết mọi người đang làm gì nhỉ? Đợi một tí để mình share cái livestream này nhá. Xin chào bạn Loan, bạn Phùng Loan. Bạn Phùng Loan là chủ của fanpage này đấy các bạn ạ. Xin chào tất cả mọi người nhé. Mọi người nhớ share cái livestream này hộ mình nhé, giúp cho mọi người tìm hiểu về cái sới quay ạ. Xin chào bạn Đại Tâm nhá. Bạn Đồng Liên. Mọi người nhớ chia sẻ cái livestream này giúp mình nhá. Nhà anh ăn cơm rồi, không biết là em Loan ăn cơm chưa nhỉ? Cháo. Thôi dịch này có cháo ăn nữa là tốt rồi. Ngày mai là chúng ta nhà nước đã có cái quy định gì nhỉ? Bỏ giãn cách xã hội à? Nhưng mà chúng ta vẫn phải tuân thủ theo cái gì? À, tuân thủ theo cái 5K của nhà nước. Cái đại dịch Covid này nó thay đổi rất nhiều thứ đúng không ạ? Nào là cái gì? Là cách chúng ta làm này, là cách chúng ta sinh hoạt này. Đấy. Rất là nhiều thứ thay đổi cả nền kinh tế luôn. Chắc là tương lai chúng ta làm việc online nhiều hơn là chúng ta phải đến văn phòng làm đúng không ạ? Bây giờ rất nhiều công ty làm việc online. Mọi người nhớ chia sẻ livestream hộ Hưng nhé.
Ông Năm. Xin chào chị Phong ạ. Chị Dương Thị Phong ạ. Chị Dương Thị Phong nhớ chia sẻ live stream giúp em nhá. Hôm nay trên live stream này thì em Hưng cũng chia sẻ cho mọi người về những cái thắc mắc về Skyway, những câu hỏi mà cho người mới tìm hiểu về Skyway. Dịch COVID này tương lai mọi người làm việc online hết và gì? Và chúng ta thay đổi cách làm việc. Thay đổi cách làm việc thay vì chúng ta làm cách làm việc truyền thống thì chúng ta sẽ chuyển đổi các công việc như là online, làm online chẳng hạn. Đấy. Và khi dịch COVID xảy ra thì sao? Thì rất rất nhiều người gì không có tiền. Không có tiền để ăn. Như ở Hồ Chí Minh ấy, rất nhiều anh chị không có tích lũy, bây giờ dịch khi mà dịch bùng phát thì họ không không có gì để sinh sống cả và bắt đầu họ di chuyển về quê. Và khi mà di chuyển về quê thì ở quê thì người ta lại không không đón, không đón nhận nữa. Bác ơi tôi đang không có việc ạ. Xin chào bạn Bùi Hoàn ạ. À, hôm nay là Trung Thu sao Khánh nhỉ? Hôm nay là ngày mai nhỉ? Đang dịch Covid thì cũng chẳng biết là Trung Thu hay là không. Ngày xưa lớn à, nhỏ đi Trung Thu chứ bây giờ lớn rồi chắc là không Trung Thu nữa rồi. Vẫn chưa hàng đám ảnh. Covid này chúng ta mất Trung Thu rồi, không còn Trung Thu nữa đâu. Này, cảm ơn bạn Loan nhé. Tóc mới à? Đúng rồi bạn Phùng Loan ạ. Anh mới đi cắt tóc. Cắt tóc phải cắt tóc chui đấy. Thì cũng 8 giờ 10 rồi thì hôm nay Hưng sẽ bắt đầu buổi livestream nữa về chia sẻ về cái các câu hỏi thường gặp khi mà các bạn tìm hiểu về Segway. Đợi Hưng chuyển cái PowerPoint cho mọi người.
Đây là các câu hỏi mà Hưng tổng hợp cho mọi người mới tìm hiểu về Segway ạ. Và cái thứ nhất là gì? Đầu tiên là chúng ta phải biết là Segway là cái gì chứ ạ, đúng không? Và cái thứ hai là gì? Là bạn nhận được gì sau khi mà nắm giữ cổ phần Segway ạ? Và cái thứ ba là gì? Đầu tư vào Segway có an toàn hay không? Và cái thứ tư là gì ạ? Tại sao tôi có thể mua được cổ phần Segway? Và thứ năm là gì ạ? Việc đầu tư vào Segway là sẽ diễn ra như nào? Có nghĩa cái dòng tiền của mình khi mà mình đầu tư vào thì công ty sẽ sử dụng như nào và dòng tiền mình đi như nào trong cái công ty đấy ạ? Và cái thứ sáu là gì? Đã có cái thẩm định khoa học về tính an toàn của cái sản phẩm công nghệ này chưa? Và cái thứ bảy là gì? Tại sao đầu tư Segway ngay bây giờ lại có lãi? Vâng. Và đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu là Segway là gì. Sau đây Hưng xin phép mở cái video cho mọi người tìm hiểu về Segway là gì nhé. Ô tô trên thế giới sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050. Số vụ tắc đường cũng tăng gấp đôi, lượng khí thải cũng tăng gấp đôi, và cảnh quan thiên nhiên sẽ bị giảm đi một nửa. Chưa một ai có thể tạo ra các giải pháp giao thông có khả năng giải quyết những vấn đề này cho đến khi Skyway trình bày dự án của mình. Một phương tiện giao thông sáng tạo di chuyển bên trên mặt đất dọc theo đường dây cường độ cao. Những sợi dây thép bên trong đường dây có thể khiến Skyway lướt mạnh hơn gấp 3 lần so với những cầu vượt thông thường. Cầu vượt bền bỉ giúp cho chuyển động ít bị giật hơn và tiết kiệm. Công trình hầu như không đòi hỏi không gian trên mặt đất, mặt bằng. Các điểm hỗ trợ chuỗi vận chuyển có thể được dựng lên ở bất cứ đâu trên thế giới, từ sa mạc nóng đến bằng vĩnh cửu. Động cơ điện Skyway sẽ khiến bầu khí quyển trong lành. Để cung cấp chất lượng vận chuyển tốt nhất, Skyway sử dụng công nghệ tiên tiến nhất. Trải nghiệm 3D trên nền tảng kỹ thuật số và chất lượng Hoa Kỳ. Nó được sử dụng trong máy bay và tên lửa không gian. Người sáng tạo ra công nghệ, Anatoly Yunitsky, đã phát triển dự án Skyway trong hơn 40 năm. Ông đã viết hàng chục bài báo khoa học, tiếp cận hai khoản tài trợ của Liên Hợp Quốc và khởi động sản xuất vận tải đường dây vào năm 2016. Kể từ đó, Skyway đã được giới thiệu tại 19 triển lãm quốc tế từ Berlin đến Singapore. Những thành tựu của dự án được truyền thông thế giới thảo luận từ đài CNN đến Tokyo TV. Những sự tiến triển mới nhất của Skyway được trình diễn tại trung tâm thử nghiệm Eco Technopark hàng năm. 5 loại đường dây, 11 loại hình vận chuyển đường dây và hàng ngàn hành khách tham quan. Ngày nay, dự án đang chuẩn bị cho việc gia nhập thị trường thế giới. Một trong những dự án tham vọng nhất, trung tâm đổi mới Skyway ở Sharjah đang được triển khai tại các Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Các phòng thí nghiệm và cơ sở hạ tầng của thành phố kiểu mẫu, trung tâm Skyway sẽ là điểm khởi đầu của sự phát triển dự án ở Trung Đông. Ngày nay, thông qua hình thức crowdfunding, hàng trăm ngàn người đã đầu tư vào dự án. Dự án Skyway không chỉ đơn thuần là vận chuyển đối với họ. Đó là một tương lai an toàn, những thành tựu thực sự và ý tưởng toàn cầu. Các bạn cũng có thể đóng góp cho sự phát triển của nền giao thông an toàn và định hướng trong tương lai. Cùng nhau, chúng ta có thể khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Vâng. Thế như vậy là mọi người đã biết Skyway là gì chưa ạ? Skyway là một hệ thống giao thông cấp 2 được di chuyển trên các đường ray trên cao ạ. Và gì? Và Skyway nó có rất nhiều các cái tính năng, rất nhiều các ưu việt. Thứ nhất là gì? Là Skyway chạy bằng điện thì sẽ giúp cho cái gì? Giúp cho cái giúp không thải ra cái khí thải độc hại cho môi trường ạ. Và đây là cái xu hướng của các toàn bộ các nước trên thế giới ấy, đang loại bỏ những cái động cơ đốt trong ấy. Và cái thứ hai là gì? Segway sử dụng trí tuệ nhân tạo AI ấy. Thì cái trí tuệ nhân tạo AI này sẽ giúp gì? Giúp giảm nhân công, giảm chi phí nhân công
để hoạt động trên con tàu Skyway này. Con tàu Skyway là không có người lái, sử dụng trí tuệ AI ạ. Và cái thứ ba là gì? Để xây dựng một cái quãng đường cho Skyway này chỉ rẻ hơn gấp 10 lần so với cái chi phí các loại hình vận tải khác. Rất là rẻ đúng không ạ? Rất tiềm năng đúng không ạ? Bởi vì nó chạy trên giao thông cấp 2 ạ, chạy ở trên ấy ạ, thì giảm thiểu tai nạn giao thông bởi vì nó chạy trên một đường ray thôi ạ. Không chạy chung với các cái loại hình vận tải giao thông khác. Thì hiện tại Skyway đã làm được những gì? Thì Skyway đã xây dựng được hai cái khu thử nghiệm, là một là ở bên Belarus và hai là ở bên Sharjah. Thì đây là video mà khu thử nghiệm ở bên Belarus ạ. Và tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái khu thử nghiệm ở bên Sara. Các bạn đã nhìn rõ thấy con tàu Skyway chưa ạ? Rất đẹp đúng không ạ? Và tiếp theo là gì? Cái câu hỏi thứ hai là gì? Bạn sẽ nhận được gì sau khi mà bạn nắm giữ cổ phần Skyway ạ? Cái này rất quan trọng đúng không ạ? Thứ nhất là sở hữu cổ phần Skyway tại thời điểm hiện tại với cái chiết khấu rẻ hơn hàng chục lần so với cái giá trị định mức tiềm năng của các cái cổ phần trong dự án ạ. Thì hiện tại ở Skyway đang ở trong giai đoạn 14.2 ạ. Thì giai đoạn 14.2 này thì chiết khấu hiện tại nó rất là rẻ đúng không ạ? Chiết khấu với cái gói 1.000 đô thì chúng ta chiết khấu gì? Có 1 trên 30, có nghĩa là 1 đô chúng ta mua được 30 cổ phần ạ. Thì tính ra là một cổ phần chúng ta chỉ mất bao nhiêu? Mất có 700 đồng thôi ạ. Rất là rẻ đúng không ạ? Và tiếp theo nữa là gì? Là chúng ta đồng đồng sở hữu một cái công nghệ Skyway này. Một một cái công nghệ rất là tiềm năng đúng không ạ? Nó giúp giải quyết vấn đề về giao thông như tai nạn hay tắc đường. Và cái thứ ba nữa là gì? Được chia cổ tức tức tương ứng với số cổ phần phần khi nắm giữ. Khi mà công ty có lợi nhuận thì chia cổ tức là gì? Chia cổ tức là khi mà công ty ty có lãi thì sẽ công ty sẽ chia cái số tiền có lãi đấy cho trích một phần ra để chia số tiền lãi đấy cho mọi người, mọi cổ đông theo cái số cổ phần tương ứng mà các cổ đông nắm giữ ấy ạ.
Thì đây là một cái ví dụ là ở Apple, Apple chia cổ tức. Thì năm 2020 thì Apple đã 5 lần chia cổ tức cho các cổ đông ạ. Và tổng trong tổng tổng cái 5 lần chia cổ tức này với trị giá là gì? Là hơn 2 đô, khoảng 2,8 đô. Thì nếu mà chúng ta mà nắm giữ được gì 1 triệu cổ phần của cái của Apple thì sao ạ? Thì chúng ta có bao nhiêu? Một năm chúng ta có 2,8 triệu đúng không ạ? 2,8 triệu đô, rất là nhiều. Một năm chúng ta có 2,8 triệu đô thì xác chúng ta cũng không cần phải đi đi làm đúng không ạ? Lúc đấy là chúng ta chỉ đi hưởng thụ thôi, hoặc là đi làm từ thiện hay là đi du lịch gì đấy. Đây là việc việc nắm giữ cổ phần của một cái công ty tiềm năng rất là và cái tiếp theo là bạn sẽ bán được cổ phần sau khi mà Skyway niêm yết trên sàn chứng khoán ạ. Thì sau khi mà công ty niêm yết trên sàn chứng khoán hay còn gọi là IPO ấy, là cái đợt mà chào sàn bán huy động vốn lần đầu trên sàn chứng khoán ấy ạ. Thì đây đây là cái bí kíp của các cái tỷ phú kiếm tiền nhé. Các tỷ phú gì người ta sẽ người ta sẽ đầu tư vào các dự án án tiềm năng mà trước khi mà cái dự án này lên sàn chứng khoán ạ. Thì đã có rất rất nhiều bài báo viết về cái các tỷ phú này khi mà đầu tư vào các cái dự án tiềm năng và đã thành công rồi. Thì đây Hưng sẽ mở cho mọi người xem nhé. Mọi người đợi Hưng tí nhé. Đây, đây một bài báo viết về ông Lý Gia Thành ạ. Ông Lý Gia Thành này giàu nhất Hồng Kông nhờ vào Zoom ạ. Đây. Cổ phần tại Zoom, hãng công nghệ bội thu mùa dịch. Dịch hiện chiếm 1/3 tổng tài sản giá trị là 32,6 tỷ USD của ông trùm Hồng Kông. Đấy. Thì Lý Gia Thành thành đầu tư vào ứng dụng Zoom này này từ năm 2013. Và ông sở hữu 8,5% cổ phần của Zoom. Và hiện tại thì khối lượng cổ phần này của ông đấy có giá trị là 11 tỷ USD ạ. Và cái 11 tỷ này chiếm 1/3 cái tổng số tài sản của ông ạ. À, một con số rất là lớn đúng không ạ? Chúng ta chẳng bao giờ nghĩ đến con số là 11 tỷ USD đúng không ạ? Và cái thứ đây một bài báo khởi nghiệp và triệu phú đấy ạ. Đây là về Microsoft. Microsoft khi lên sàn chứng khoán thì 4 người lập tức trở thành tỷ phú và 12 nhân viên của hãng trở thành triệu phú ạ. Và tiếp theo là Apple ạ. Mà khi Apple niêm yết thì hơn 300 người lập tức trở thành triệu phú ạ. Và sau sau phiên IPO ấy, cổ phiếu của Google và số người thành thành tỷ phú không được tiết lộ nhưng mà trên 900 nhân viên đã thành triệu phú ạ. Đấy, đấy là cái bí quyết của các tỷ phú làm giàu ấy. Và cái câu hỏi tiếp theo là gì? Đầu tư vào Skyway có an toàn hay không ạ? Thì Skyway được Ủy ban Dịch vụ vụ tài chính BVI cấp phép và giám sát ạ. Thì cái dịch dịch vụ tài chính BVI ai thuộc quần đảo Virgin thuộc Anh ạ. Anh là cái cơ quan chuyên giám sát về các cái công ty các hoạt động của công ty. Thì Skyway được Ủy ban tài chính này cấp phép và giám sát thì vậy thì đối với nhà đầu tư thì BVI sẽ làm gì?
đối với nhà đầu tư của chúng ta, họ sẽ gì? Họ sẽ bảo vệ cái quyền lợi và số tiền của nhà đầu tư khi mà đầu tư vào sở Segway, và để các nhà đầu tư sẽ không bị mất tiền. Và cái thứ hai là gì? Và BVI, SSC giống như là một cái trọng tài và là cơ quan thẩm quyền đứng giữa để quản lý về cái giá trị tài sản của Segway khi có nhà đầu tư mới tham gia vào. Và đối với công ty Segway thì BVI ai có cái nhiệm vụ gì ạ? Là gì? Theo dõi số lượng cái cổ phần của Segway được phân bổ ra thị trường ạ. Cái thứ hai là giám sát số lượng cổ phần Segway bán lưu hành tại thị trường và trong công ty. Và cái thứ ba là gì? Theo dõi và giám sát quá trình huy động vốn và sử dụng vốn của Segway. Thì các bạn có thể lên Google, các bạn gõ là BVI thì sẽ ra một loạt các cái thông tin về cái tổ chức dịch vụ ban dịch vụ tài chính BVI này. Bây giờ chúng ta công nghệ 4.0 rồi, cái gì chúng ta không biết, chúng ta có thể lên Google tìm kiếm rất là nhanh đúng không ạ? Và tiếp theo là gì? Tiếp theo là công ty gì? Công ty Segway này đã được kiểm toán theo hàng năm, thì năm 2015, 2016 và 2017 và 2018 thì công ty được kiểm toán nội bộ. Kiểm toán nội bộ là gì? Kiểm toán nội bộ được công ty ở Belarus kiểm toán. Và năm 2019 và 2020 thì Segway được 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 BDO kiểm toán. Thì BDO là một cái mạng lưới toàn cầu của các công ty ty kiểm toán và đứng thứ năm trong xếp hạng các công ty kiểm toán trên toàn thế giới. Thì năm 2020 này thì công ty BDO này có doanh thu là 10,3 tỷ. Đấy. Công ty Segway là rất rõ ràng đúng không ạ? Một công ty mà làm ăn minh bạch, rõ ràng. Cho nên là khi mà nhà đầu tư vào Segway thì rất là an tâm đúng không ạ? Không phải sợ là khi mình đầu tư vào tiền vào đây thì thì họ sẽ không sử dụng tiền đúng chỗ hay đúng mục đích đúng không ạ? Và cái câu hỏi tiếp theo là tại sao tôi có thể mua được cổ phần của Segway ạ? Cái câu hỏi này rất hay đúng không ạ? Như chúng ta đã biết biết thì như là Google hay là Facebook hay là Amazon này, chúng ta có thể mua được cổ phần đấy không? Tất nhiên là không đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì các công ty lớn trên toàn thế giới họ ngày xưa ấy, muốn đầu tư vào thì chỉ có các quỹ mạo hiểm này, các tỷ phú mới đầu tư vào thôi. Còn chúng ta không thể nào đầu tư được vào đấy đâu ạ. Thì những năm gần đây thì cái nền tảng crowdfunding ra đời, thì cái nền tảng crowdfunding này này sẽ giúp các nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể đầu tư vào các dự án tiềm năng. Thì công ty Segway hợp tác mấy cái quỹ Segway.capital ấy là Skyward Community đấy. Thì Skyward Community này này sẽ sử dụng cái nền tảng crowdfunding để để giúp gì? Giúp Segway huy động vốn và bán cái số lượng cổ phần của Segway ra toàn công chúng cho mọi người. Thì nền tảng crowdfunding là gì? Nền tảng crowdfunding là sử dụng cái huy động vốn cộng đồng. Đây chúng ta ở trên VTV1 có cái video chiếu về crowdfunding này. Mọi người có thể xem để hiểu về cái huy động vốn qua nền tảng crowdfunding này. Huy động vốn cộng đồng, một hình thức tập hợp vốn kinh doanh dựa trên đóng góp của cá nhân, mới cách đây mấy tháng lại được dịp xôn xao từ câu chuyện của chủ một thương hiệu nhà hàng đồ uống, The Cafe. Đào Chi Anh đã công khai trên trang cá nhân ý định hồi sinh thương hiệu này bằng cách kêu gọi nguồn vốn 200.000 đô la Mỹ từ cộng đồng. Thay vì huy động vốn từ nhà đầu tư, người từng được mệnh danh là cô gái triệu đô la Mỹ của khởi nghiệp Việt đã chọn sự ủng hộ của cộng đồng, những fan của The Cafe. Ủng hộ có, phản đối có. Vậy gọi vốn cộng đồng là gì? Có phải lúc nào gọi vốn cộng đồng cũng khả thi? Quốc gia khởi nghiệp xin kính chào quý vị khán giả.
đó là một trong những gương mặt khá đình đám của làng startup tại Việt Nam chúng ta. Và giờ đây thì cô lại mang tham vọng là muốn hồi sinh lại chuỗi cửa hàng cà phê một thời của mình bằng hình thức kêu gọi vốn từ cộng đồng với nền tảng GoFundMe. Và ngay lập tức thì rất nhiều những bài phân tích về kêu gọi vốn từ cộng đồng đã ra đời. Vậy chúng ta nên hiểu kêu gọi vốn từ cộng đồng như thế nào? Gọi vốn cộng đồng là hình thức trợ giúp tài chính của một nhóm các cá nhân cùng góp tiền để tạo dựng nên một mô hình kinh doanh. Số lượng nhà đầu tư dạng này không giới hạn. Không cần thông qua các mối quan hệ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp xung quanh, chủ doanh nghiệp hay thương hiệu có thể tìm thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ ở bất cứ đâu. Có thể thông qua các nền tảng mạng xã hội hoặc các trang web trực tuyến dành riêng cho gọi vốn cộng đồng. Hiện nay gọi vốn cộng đồng có thể được chia thành hai loại là gọi vốn phần thưởng và gọi vốn cổ phần. Thế giới không ít các trang gọi vốn cộng đồng dành cho khởi nghiệp như Kickstarter, GoFundMe, SoCLub hay Techmula. Còn tại Việt Nam cũng đã xuất hiện các trang gọi vốn cộng đồng mà tiêu biểu là FirstStep, FundingVN, FundStart. Thế tại sao là chúng ta phải thông qua một cái quỹ để chúng ta mua cái cổ phần Segway ạ? Bởi vì sao? Bởi vì cái cổ phần Segway là một cái cổ phần đóng. Vì vậy là công ty hợp tác một cái quỹ để bán cái cổ phần này cho mọi người. Và tiếp theo thì cái việc đầu tư vào Segway diễn ra như thế nào ạ? Là cái dòng tiền của bạn khi mà bạn đầu tư Segway sẽ như thế nào ạ? Và đây là cái sơ đồ mà khi mà các nhà đầu tư mà đầu tư vào Segway ạ. Đây là nhà đầu tư khi mà đầu tư vào Segway thì sẽ thông qua một cái quỹ là Skyward Community hay là hiện tại chúng ta hay các bạn có thể truy cập vào skyway.capital ấy. Đấy là cái quỹ chúng ta thông qua cái quỹ này để chúng ta đầu tư vào Segway ấy. Thì chúng ta đầu tư vào Segway vào cái quỹ Skyward Community đấy ấy, thì chúng ta tạo lập tài khoản và chúng ta mua các cái gói mà để sở hữu cổ phần của Segway. Thì sau khi mua cái gói xong thì đây thì trong Skyward Community đấy mà khi chúng ta mua các gói thì chúng ta sẽ có gì, có một cái hợp đồng vay chuyển đổi của nhà đầu tư. Nếu muốn mà kết yêu cầu theo đó người này ngay lập tức nhận được cái sở hữu cổ phần của công ty và trở thành đồng sở hữu của cái công nghệ Skyway này. Và nếu mà nhà đầu tư mà không ký kết yêu cầu ấy thì nhà đầu tư này cung cấp cái số tiền của mình với các điều khoản cho vay, thì sau 3 năm thì người này có thể rút cái số tiền của mình và với cái lãi suất lên tới 4% ạ. Và sau khi ký kết hợp đồng thì nếu nhà đầu tư tư ký kết yêu cầu, thông tin của nhà đầu tư sẽ được chuyển sang quỹ RSSH3 để đăng ký cổ phần Segway. Và tiếp theo, các cổ phần được đăng ký sở hữu trên cơ sở hợp đồng vay chuyển đổi và yêu cầu mà nhà đầu tư ký kết, sau khi nhà đầu tư thanh toán các gói đầu tư và ký kết hợp đồng và yêu cầu, Skyward Community sẽ chuyển đổi cái thông tin của nhà đầu tư này sang RSSH3. Các cổ phần của RSSH3 trở thành sở hữu của cái nhà đầu tư, và còn các thông tin về nhà đầu tư sẽ được lưu vào sổ đăng ký của các chủ sở hữu cổ phần RSSH3. Và từ thời điểm này thì nhà đầu tư có thể nhận được cái trích nục chính thức từ sổ đăng ký và xác nhận quyền sở hữu cổ phần của mình. Đây. Và tiếp theo là tiền. Tiền của nhà đầu tư sẽ được chuyển sang gì? Chuyển sang cái GTI. GTI là gì? GTI là cái công ty sở hữu cái công nghệ Segway này. Thì tiền của nhà đầu tư sau khi chuyển vào GTI thì sẽ dùng để làm gì? Dùng để phát triển các cái khu thử nghiệm, nghiệm và trình diễn. Diễn như là hiện tại là có các khu thử nghiệm là Ecotechnopark ấy, và ở bên một khu thử nghiệm nữa ở bên Sara.
Và thứ hai là gì? Mở rộng cái khu sản xuất. Hiện tại thì Segway có hơn 700 các chuyên gia đang làm việc. Đấy. Rất là rõ ràng đúng không ạ? Dòng tiền của chúng ta đi, chúng ta có thể là thấy là cái dòng tiền của chúng ta đi khi mà đầu tư vào Segway thì thì sẽ đi như thế nào đúng không ạ? Và câu hỏi tiếp theo là gì? Đã có thẩm định khoa học về tính an toàn của cái sản phẩm và công nghệ này chưa? Thì đây. Thì Segway ở bên SARA đã được cái gì? Được chứng nhận hợp quy quy của cái TUV-SVK. Thì cái T thì vận tải cái đường dây dây tại tại UAE hay SARA ấy ạ, thì đã được qua kiểm chứng và khẳng định công nghệ này đáp ứng mọi tiêu chuẩn an toàn về cuộc kiểm tra liên quan tới kết cấu đường này, vận tải chạy điện này, các trụ leo chính này và trụ trung gian, cũng như là ga hành khách. Các hoạt động chứng nhận được diễn ra tại trung tâm Unisky String Technology ở SARA. Và cái việc đạt cái chứng chỉ chứng nhận này thì khẳng định sự tuân thủ các yêu cầu quốc tế và tin cậy, an toàn và độ bền lâu dài của cái vận tải đường dây này. Trong cái triển vọng, vọng điều này sẽ làm đơn giản hóa cái quá trình ra quyết định, định về hợp tác với các nhà đặt hàng tương lai trong thế giới. Thì vậy cái công ty TUV-SVK là cái gì ạ? Đây. Và cái công ty này là công ty hàng đầu, đầu với nhiều chuyên môn công nghiệp khác nhau và đã có kinh nghiệm lâu năm trong cái lĩnh vực thử nghiệm, thanh tra, kiểm toán và chứng nhận hệ thống quản lý và đào tạo. Danh tiếng của chúng tôi trong việc làm cho các tổ chức trở lên nổi bật, bật được thành lập một thập kỷ trở lại đây và bắt đầu kiểm tra và chuyển sang các tổ chức tương ứng liên quan đến việc tuân thủ các tổ chức. Thương hiệu của chúng tôi được tôn kính như một dấu hiệu cho chất lượng và sự nghiêm ngặt từ các cơ quan chính phủ đến các doanh nghiệp, chủ sở hữu quản lý, khách hàng của chúng tôi phụ thuộc vào các hệ thống và dịch vụ của chúng tôi để đo lường, kiểm tra và giám sát năng lực với hiệu suất của con người, người và quy trình của họ. Thì cái TUV này là liên danh của các cái dịch vụ chứng nhận TUV-SVK Vương quốc Anh này với quốc Anh và cái Dubai nữa. Và đây là một số cái chứng chỉ nữa của cái công nghệ Segway này. Thực ra có rất là nhiều cái chứng chỉ mà Segway đạt được. Thì các bạn có thể là vào unisky.com ấy ạ. Thì các bạn có thể vào đấy các bạn xem, có thể xem được các chứng chỉ của công ty. Và cái tiếp theo là gì? Tại sao đầu tư ngay bây giờ lại có lãi ạ? Tại sao chúng ta đầu tư ngay bây giờ thì sẽ có lãi ạ? Cái thứ nhất là gì? Hiện tại chúng ta đầu tư tại thời điểm giai đoạn 14.2 này thì với cái chiết khấu cực cao, việc giảm giá thì hiện tại Segway 14.2 này chúng ta mua một cổ phần thì khoảng có 700 đồng thôi ạ, rất là rẻ. Và cũng Segway đang có cái gói đang có cái chương trình gói ghi danh ấy, với chiết khấu là 1.90 ấy. Mình thấy cái gói này rất là tốt, rất có lợi cho những nhà đầu tư ấy. Thì các bạn có thể tìm hiểu để các bạn xem những cái gói mà phù hợp với mình để đầu tư. Và thứ hai là gì? Thứ hai chúng ta là đồng sở hữu công nghệ Segway này đấy ạ. Và bằng việc cái đầu tư ngay bây giờ thì bạn trở thành đồng sở hữu chiếc của tất cả các công nghệ. Với việc triển khai thành công, bạn sẽ nhận được cổ tức
từ mỗi dự án cụ thể sử dụng cái công nghệ Segway này. Và sau cái giai đoạn 15 này thì các bạn vẫn có thể đầu tư vào cái Segway này, nhưng mà gì, chúng ta chỉ đầu tư vào các dự án riêng lẻ thôi ạ, và chỉ nhận được cái cổ tức từ cái dự án riêng lẻ ấy thôi. Đấy, chúng ta đầu tư ngay bây giờ thì chúng ta gì sẽ nhận được cái cổ tức khi của tất cả các dự án của Segway triển khai, rất có lợi đúng không ạ? Thì trong cái thời kỳ 4.0 này chúng ta cũng cũng nên tìm hiểu về đầu tư ạ. Đầu tư thì sẽ tạo ra cái dòng tiền thụ động cho chúng ta. Bởi vì các bạn thấy đấy, sau khi cái dịch Covid xảy ra ấy, thì rất là nhiều người thất nghiệp đúng không ạ? Không có cái ăn, cái mặc. Mà chúng ta làm ăn, chúng ta làm bao nhiêu lâu rồi mà cũng không để được cái tích lũy gì cho bản thân. Dịch chỉ xảy ra có một tháng thôi mà chúng ta đã gì? Đã không còn tiền rồi. Và nếu mà các bạn mà có số tiền dư giả thì chúng ta có thể là tìm hiểu cái Segway này chúng ta đầu tư vào. Thì sau khi mà Segway lên lên sàn chứng khoán hay là IPO ấy, chúng ta có thể bán cổ phần ấy đi, hoặc là chúng ta là để cái cổ phần đấy để chúng ta hưởng cổ tức. Bởi vì sao chúng ta nên đầu tư vào cái công nghệ Segway này? Bởi vì nó rất tiềm năng đúng không ạ? Nó giải quyết các vấn đề về giao thông. Giao thông, mặt giao thông đất nước nào cũng cần. Điện đường trường trạm đúng không ạ? Là những cái những cái rất cần của một đất nước để phát triển nền kinh tế đấy. Thì Hưng hôm nay Hưng xin phép là dừng livestream tại đây nhé. Thì Hưng chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Xin chào mọi người ạ.